đang sắp mâm nha. Đang đang sắp mâm ngon, rất là ngon đấy, rất là dày nhá, mề rất là dày, ngon không? Bếp là chi luôn à, chỉ quay chú cơ. Bếp lâu thu tôi vào bếp lại chi bỏ. Hôm nào bác mang gà xuống em nướng cho, nướng quay hơi kinh. Nào, con mèo kia rất ngon. Ủa, cái con mèo này nó đã, cái vừa vứt rồi à? Vâng. Con mèo nó đã chiến được rồi. Ngon quá nhỉ. Đấy, thấy bác Huệ ăn rồi em mới dám ăn nên ra đây em định bốc, thấy hai anh này nó chả làm gì cả mình không dám. Làm bát cơm cho xong. Nướng đang ngon cái lúc cái đâu rồi tôi làm ăn đâu bốc nhớ trong hương kể cả cái nồi này riêng này ngon quá, ngon quá. À phải để bốn góc à? Để ra phần sống ở giữa. Sống ở giữa đấy chứ. Cho hết ra luôn à? Ủa, dạ dày rất dày ngon nhá. Lợn này nuôi bông rượu nhá. Nuôi bông rượu hơn năm rồi. Bóc ra đi xong thì để gọn sao? Ngon quá. Gan con này to này mà chả nướng. Cho nốt này bác ạ. Miếng gà này rất ngon nhá. Gì đấy? Ngọt. Bảo xong rồi thì ăn cơm. Cơm đây. Nói rồi. Cái gì nữa chẳng biết được. Nước. Nước. Này. Ăn này. Ăn này em sao hết được. Được. Ngon không? Quá ngon luôn. Chị nha. Lòng ngon không? Vâng. Đây là thịt giải nhá. Dạ dày lòng non này. Thịt nướng này. Rồi này. Đó. Mẹ ơi. Tim gan phổi khào. Một chậu hoa của mẹ đã tan nát. Đấy. Xin mời.